Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Tổng quan về tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng năm 2023 Quý Mão. Quý bà tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là người hiền lành, phúc hậu nên được nhiều người yêu mến. Tiền tài và đất đai dễ ăn nên làm ra. Số mệnh của nữ mạng Mậu Thân sinh năm 1968 dù phải tự thân làm ăn, gây dựng sự nghiệp, nhưng vì chăm chỉ nên sự nghiệp thành toại, cuộc sống sao trung vận sung túc, gia đạo yên ấm an vui. Xét về tổng thể, người tuổi Mậu Thân nữ mệnh có một năm 2023 với nhiều may mắn. Bản mệnh gặt hái được những thành công nhất định, cốt là bản mệnh chịu chăm chỉ và cố gắng. Đường tình duyên hài hòa, êm đềm, bản mệnh gần gũi với các thành viên trong gia đình. Vận trình sức khỏe, nhìn chung ổn định, bản mệnh không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Nữ mạng sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân, tức tuổi con khỉ. Thường gọi là độc lập chi hầu, tức khỉ tự lập. Mệnh thổ, đại trạch thổ, nghĩa là đất nền nhà. Mệnh thổ gặp năm 2023, mệnh kim bạch kim, thổ sinh kim, thổ bị hao, không tốt. Địa chi thân gặp mão, bình thường. Thiên can mậu gặp quý, tương hợp, tốt. Sao chiếu mệnh, sao vân hán, hung tinh, chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi. Vận hạn, hạn ngũ mộ, tiểu hạn, hạn mất của hao tài, bất an. Vận niên, mã trúng đạo. Thái tuế năm 2023 không phạm hạn thái tuế. Tam tai năm 2023 phạm hạn tam tai năm thứ hai. Tuổi kim lâu năm 2023 không phạm hạn kim lâu. Hạn hoàng ốc năm 2023 phạm hạn hoàng ốc, ngũ thọ tử. Năm nay bản mệnh không nên tiến hành xây nhà, làm nhà. Về tài lộc trong năm 2023, vận trình tài lộc có những bước phát triển đáng kể. Bản mệnh gặp được những khách hàng, đối tác đáng tin cậy, giúp các khoản lãi lời đổ về túi một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng tìm ra hướng đi phù hợp với bản thân mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng chớ nên cả tin, nghe theo lời lừa lọc, rủ rê của những người không đáng tin cậy. Khi cho người khác vay mượn tiền bạc, bản mệnh cũng cần biết rõ đối tượng là ai, chớ nên cho những người mình không hiểu rõ vay mượn. Về công việc làm ăn trong năm 2023, xem tử vi 2023 thấy, nhìn chung công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi trong năm 2023 này. Bản mệnh có thể gặt hái được những thành tích đáng tự hào, trở thành một tấm gương mẫu mực trong tập thể. Vì thế bản mệnh nên tìm những thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân mình, chớ vội hài lòng với những gì mình có. Khi gặt hái được thành công, bản mệnh cũng chớ nên kiêu ngạo, gây thù chuốc oán với người khác. Hãy chú ý trong cách hành xử nếu không muốn bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy, vướng vào thị phi, kiện cáo. Về sức khỏe trong năm 2023, vận trình sức khỏe của người tuổi Mậu Thân nhìn chung ổn định, bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, bản mệnh cũng cần duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao đều đặn, tránh làm việc quá sức. Duyên gia đạo trong năm 2023. Tử vi tuổi Mậu Thân, nữ mạng trong năm 2023 về đường tình duyên có những bước tiến triển ổn định. Bản mệnh luôn quan tâm, chăm sóc đến các thành viên trong gia đình. Nhờ vậy mà tình cảm giữa các thành viên luôn hài hòa ấm áp. Sao chiếu mệnh năm 2023 của tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng. Sao vân hán hay vân hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật. Nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn thận những mối họa sao vân hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trở nên thủ cực, bảo vệ nghề nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao vân hớn chiếu sẽ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn, cãi vã. Vận niên năm 2023 của tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng. mã trúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận hạn này không biết kiềm chế thì dễ gặp phải thất bại. Bản mệnh tốt nhất là mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai, việc mình làm. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào các lĩnh vực mới. Về cuối năm, mọi việc sẽ tốt hơn. Vận hạn năm 2023 của tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn. Chớ cho người ngủ nhờ, kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Muốn tìm hiểu sao ngũ mộ, tốt hay xấu ra sao, ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tình mắc phải dạ tai ngục hình. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ, ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu gây tổn thất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài chính, bạc tiền. Trong năm, người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất, đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó để có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền tốn của, bởi có thể gặp phải người gian, trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Cổ nhân thường nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những bạn nào có hạn ngũ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau để tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình. Thứ nhất, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ hai, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà để phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí hao tốn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng, khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Diễn biến tử vi tuổi Mậu Thân, nữ mạng, theo tháng trong năm 2023. Tháng 1, đầu xuân sum vầy bên gia đình và người thân, con cháu. Nhiều tin vui đưa tới khiến tinh thần thoải mái thong thả. Tháng 2, việc làm ăn cần thận trọng, tránh kẻ xấu phá hoại. Cần lên dự định và tính toán trước, khi xuất hành nên đi chậm, thận trọng. Tháng 3, phương diện ngoại giao dễ kết giao mối quan hệ tốt, công việc ở mức ổn định. Tháng 4, nếu có thể hãy đi thăm khám sức khỏe định kỳ, rèn luyện thể thao để phòng tránh bệnh chủ về huyết áp. Tháng 5, vận khí trong tháng có nhiều may mắn tài lộc, quý bà nên dự định mở rộng và phát triển kinh doanh, công việc thì mọi bề hanh thông. Tháng 6, công việc có phần chững lại, bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý chủ động trước những khó khăn xảy ra. Tháng 7, gia đạo có chuyện không như ý, sẽ xung đột. Tuy nhiên cần giữ thái độ mềm mỏng và bao dung thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi. Tháng 8, tài lộc có phần hao tán vào kinh doanh, cần thận trọng lời ăn tiếng nói, tránh gặp rắc rối thị phi. Tháng 9, công việc chưa đem lại hiệu quả, nhưng gia chủ không nên quá lo lắng vì trong tháng sẽ có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn này. Tháng 10, sức khỏe gia chủ có phần dễ đau ốm vì đã có tuổi. Gia đạo nếu gặp mâu thuẫn thì chớ nên buồn phiền, lo nghĩ, tránh tranh cãi để bảo vệ sức khỏe. Tháng 11, mọi sự êm đẹp, thuận lợi, vận khí của quý bà gặp hung hóa cát, các dự định đều tiến triển tốt đẹp. Tháng 12, kết thúc năm Quý Mão, quý bà cần tránh thị phi từ bên ngoài, tâm hướng thiện và thận trọng trong làm ăn, công việc. Tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như là dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình và có thể có những suy đoán dựa trên tử vi không chính xác tuyệt đối đối với tất cả mọi người, nhưng mà tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy, mong rằng là quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỉ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, may mắn, tài lộc và bình an.